Thưa quý vị, hoa quả tươi là thành phần rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng có hoạt tính sinh học cao, đặc biệt là vitamin C, khoáng chất và vi khoáng. Hơn 80% nguồn vitamin A sẵn có và gần 100% nguồn vitamin C được cung cấp từ hoa quả. Ngoài ra, các chất axit hữu cơ, cellulose, các chất chống oxy hóa trong hoa quả còn có tác dụng nâng cao sức khỏe và phòng chống các bệnh mãn tính không lây. Bởi vậy, việc chọn được những hoa quả tươi, ngon, an toàn cho sức khỏe của bản thân cũng như gia đình là rất quan trọng. Và làm thế nào để chọn được những loại hoa quả tươi ngon, đảm bảo chất lượng đã và đang làm nhiều chị em phụ nữ băn khoăn khi đứng trước các gian hàng hoa quả. Giải pháp cho vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập ngay sau phóng sự sau đây. Có thể nói, sự góp mặt của các sản phẩm hoa quả nhập khẩu đã làm phong phú thêm thị trường, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, vào thời điểm cuối năm, nhu cầu hoa quả tiêu dùng và biếu tặng của người dân tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Giữa một thị trường đa dạng cửa hàng hoa quả nhập khẩu như hiện nay, để lựa chọn được một địa chỉ uy tín và chất lượng là điều không hề dễ dàng. Thấu hiểu được những khó khăn mà người tiêu dùng gặp phải, Hàng Trầm Mát đã được ra đời từ năm 2015 với sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm trái cây mang thương hiệu Việt và trái cây ngoại nhập khẩu với chất lượng tốt nhất. Với quy mô ban đầu, chỉ là vài người bạn thân quen cùng một gian phòng nhỏ để bán hàng cho khách vãng lai. Cho đến nay, Hàng Trầm Mát đã mở rộng quy mô với cửa hàng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lấy được lòng tin yêu của khách hàng bởi chất lượng, uy tín cũng như thái độ phục vụ chuyên nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Với tiêu chí hàng đầu là sức khỏe của khách hàng là quan trọng nhất. Vì thế là Hàng Trầm Mát luôn chú trọng tới chất lượng, độ ngon, dinh dưỡng của hoa quả. Nguồn gốc hoa quả 100% xuất xứ rõ ràng, chất lượng được kiểm định với những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Khách đến với Hàng Trầm Mát thì sẽ được trải nghiệm rất nhiều những loại hoa quả độc và lạ đến từ các nước nhằm đáp ứng rộng nhu cầu người tiêu dùng. Ngoài hoa quả ra thì Hàng Trầm Mát còn cung cấp rất nhiều những loại thực phẩm cao cấp khác đến từ các nước như đông trùng, cá tuyết, bào ngư, trứng cá hồi, trứng cá tầm, thịt heo Iberico và rất nhiều loại khác nữa. Tôi muốn tiếp cận được rất nhiều khách hàng mang đến những trải nghiệm mẫu mã về hoa quả độc và lạ mà chỉ khi đến với Hàng Trầm Mát mới có. Hàng Trầm Mát chúng tôi không chỉ dừng lại ở hoa quả nhập khẩu mà sẽ lớn mạnh hơn nữa là một điểm uy tín về tất cả những đồ nhập khẩu khác. Hàng Trầm Mát chúng tôi sẽ từng bước chinh phục những khách hàng khó tính nhất, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng về hoa quả nhập khẩu và thực phẩm cao cấp. Tại Hàng Trầm Mát, các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP và được bảo quản tốt nhất, đảm bảo chất lượng nhất khi đến tay người tiêu dùng. Các đối tác của Hàng Trần cũng là những nhà vườn, nhà xuất khẩu, hợp tác xã hoặc những thương hiệu trái cây đã được kiểm chứng trong nước và trên thế giới. Nguồn gốc sản phẩm luôn rõ ràng, có khả năng truy xuất nguồn gốc với đầy đủ thông tin và chứng nhận, chứng chỉ xuất xứ theo quy định. Nắm bắt được xu hướng của thị trường, ngoài việc cung cấp những loại trái cây nhập khẩu cao cấp tươi ngon, Hàng Trần Mát còn đem tới cho khách hàng những giỏ quà biếu, quà tặng đẹp mắt, độc đáo, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng. Và từ lâu, những món quà đến từ Hàng Trầm Mát đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi lựa chọn món quà thể hiện tâm ý và tình thân đong đầy. Trước đây thì được một người bạn giới thiệu biết đến Hàng Trầm Mát là đơn vị cung cấp hoa quả nhập khẩu rất là uy tín, thì sau khi mà trải nghiệm sản phẩm đến bây giờ thì tôi đã trở thành khách quen của cửa hàng. Và khi mà đến cửa hàng trực tiếp để mua hàng thì tôi được các bạn nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình, chăm sóc rất là chu đáo, cũng như là ở đây rất là đa dạng các cái loại hoa quả và có những cái mẫu độc lạ mà tôi chưa từng được thử qua. Và sau khi mua sản phẩm ở đây đem về cho gia đình sử dụng thì cả nhà tôi ai cũng khen, và tôi thực sự rất là hài lòng với lại chất lượng và dịch vụ của Hàng Trầm Mát. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải tìm những giỏ quà để tặng sếp, đối tác, bạn bè. Thay vì giỏ tặng bánh kẹo, rượu bia thì tôi chọn những giỏ hoặc là những sếp hoa quả. Được bạn bè giới thiệu, tôi biết đến Hàng Trầm Mát là một đơn vị cung cấp hoa quả nhập khẩu uy tín. Ở đây hoa quả thì rất là tươi và sạch, đáp ứng đầy đủ những cái yếu tố mà tôi cần, chất lượng cao cấp và chuyên nghiệp. Với cái tâm trong nghề cùng cái tầm chất lượng trong từng sản phẩm, Hàng Trầm Mát tự tin là địa chỉ uy tín được khách hàng tin tưởng đồng hành trong suốt nhiều năm qua. Hàng Trầm Mát, chất lượng tạo nên thương hiệu.